Xin chào cả nhà, mình là Thu Hường, chuyên thiết kế may đo cho thuê áo dài tại 81 phố Mai Dịch, mang thương hiệu là Áo Dài Quỳnh Anh. Hôm nay nhân chuẩn bị ngày khai giảng đầu năm học thì mình sẽ giới thiệu cho các cô giáo một số những cái mẫu áo dài mà đang hot nhất hiện nay. Đây, ví dụ như áo dài hoa nhí đây, rất dễ thương, các loại, các màu. Màu này là màu vàng này, màu đỏ này, màu cam này. Đây, màu cam đây, rất là dễ thương. Các mẫu này thì mình may với chất liệu nó co giãn cho nên mặc rất là thoải mái. Ngoài ra thì những cái người mà hơi mập một chút thì ta nên chọn những cái mẫu tông hơi trầm như này. Họ tiết rất đáng yêu. Đây. Những cô giáo mập thì nên chọn những cái họa tiết hơi trầm. Ở đây. Ngoài những cái mẫu áo dài hoa nhí mà đang hot hiện nay thì mình có thể chọn áo dài trơn bốn tà hoặc là có đính kết. Đây, ví dụ như mẫu này là mẫu trơn bốn tà, rất dễ mặc, hồng phấn đáng yêu, thích hợp cho mọi ai mặc cũng được, thích hợp và rất là tôn da. Các cái mẫu trơn này thì nếu như các cô giáo nào muốn nổi hơn thì mình có thể chọn áo màu đỏ này, áo màu hồng đào đây, hoặc là hồng cam, có rất là nhiều mẫu. Ngoài ra thì mà nếu như các cô không thích, nếu mà mặc trơn này thì ta nên chọn một số các cái phụ kiện như vòng đeo thêm vào. Còn nếu không thì các cô chọn một số những cái mẫu trơn nhưng mà có đính họa tiết. Đây, ví dụ như mẫu này, màu đỏ dễ, màu đỏ và đính thêm hoa và cườm, rất dễ thương. Hoặc là những cái mẫu này đây, hồng phấn và đính kết, hoặc là mẫu nhẹ nhàng đơn giản là hồng cam và đính phụ kiện, hoặc là màu xanh ngọc, cũng rất là đáng yêu. Ngoài ra thì có mẫu như mẫu 3D, in 3D đây, rất là rực rỡ, thích hợp cho mùa tiệu trường. Đây, và đây rất dễ thương. Mẫu này được thiết kế kết hợp tay phối với tay từ phối màu khác, màu đỏ 3T đây. Ngoài ra thì mình giới thiệu với các bạn mẫu dài vẽ tay, được thiết kế hai lớp vẽ tay, rất là đẹp, sang trọng và được đính kết từng hạt cườm một, rất là nhỏ, linh ti, rất là công phu. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một số mẫu mẫu áo dài này thôi. Còn nếu như ai mà có muốn cần tư vấn gì thì hãy inbox cho mình. Mình sẽ luôn luôn sẵn sàng tư vấn nhiệt tình, hoặc là mời ghé qua cửa hàng tại 81 phố Mai Dịch sẽ được tư vấn miễn phí. Và nhân dịp đầu năm mới thì mình xin chúc cho tất cả các cô trò một năm mới đầy mạnh khỏe, hạnh phúc, và một năm mới trải nghiệm thêm những cái điều bổ ích và đạt được những cái kết quả tốt đẹp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.